Xuân Việt chào các bác nhé. Video ngày hôm nay thì Việt xin giới thiệu và mở hộp với các bác một bộ livestream mới, đó là bộ livestream Mixer Mini G4 USB. Đây là bộ livestream mà bên Việt mới nhập về được tầm 2 hôm nay. Và hôm nay thì Việt có làm cái video mở hộp giới thiệu cho các bác. Có lẽ đến thời điểm hiện tại thì bên Việt đây là bộ livestream mới nhất các bác nhé. Được nhập về vào cuối tháng 5 năm 2020. Qua test thử để khám phá về cái bộ này thì mình thấy cái bộ Mixer Mini này có khá nhiều ưu điểm khác biệt so với những bộ livestream hiện tại mà bên Việt đang có. Ví dụ như là nó là bàn Mixer Mini có thiết kế nhỏ gọn và là Mixer Mini duy nhất sử dụng nguồn điện 5V các bác nhé. Sử dụng nguồn điện 5V nó có sự khác biệt, đó là rất là tiện lợi khi mà chúng ta đi chơi, đi du lịch, chúng ta chỉ cần mang theo cái sạc dự phòng thôi, chúng ta có thể dùng được, không cần phải phụ thuộc vào điện trực tiếp. Cái thứ hai là nó có kết nối Bluetooth, và cái thứ ba nó tích hợp theo một cắm mic không dây như các bác nhìn thấy đây. Rồi, đấy là sơ qua về những ưu điểm trước khi mở hộp, và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra để xem chi tiết về sản phẩm này như thế nào các bác nhé. Đây, bên trong đây các bác. Đầu tiên đó là một cái tờ giấy hướng dẫn, một mặt bằng tiếng Trung và một mặt bằng tiếng Anh các bác ạ. Sản phẩm của chúng ta được đựng trong một cái khay xốp và được chia làm 4 ngăn riêng biệt như này. Như vậy thì mic nó được chắc chắn hơn và nó không, trong vận chuyển nó không bị va đập vào nhau, nó rất là hay. Và tất cả những cái đồ bên trong thì bao gồm là một cái dây nguồn một đầu dẹp này giống như sạc điện thoại, một đầu USB để cấp nguồn cho G4, hai bên là hai tay mic không dây đó. Mình sẽ bỏ cái tay mic ra cho các bác ngắm chi tiết xem mic này có đẹp hay không. Đây là chi tiết chiếc mic không dây đi kèm theo bộ Mixer Mini G4. Vỏ tay mic bằng kim loại các bác ạ, rất là chắc chắn luôn. Và mic của chúng ta là sử dụng viên pin tiểu 1,5V. Mỗi một tay mic là dùng 2 viên nhé các bác nhé. Mic của chúng ta cũng có một cái nút để chỉnh tần số luôn. Nút chỉnh tần số. Giờ mình sẽ mở cái đầu thu ra. Đầu tiên là cái màng lưới này, được làm kim loại rất là chắc chắn luôn. Cái lớp sơn nhìn rất là đẹp. Tay mic đẹp nhìn nó vẫn khác các bác ạ. Bên trong là một cái bông lọc âm. Rồi, và đây là cái đầu thu nhìn cũng khá là chắc chắn đây. Tiếp theo đó là cái bộ phận chính của chúng ta, đó là bàn Mixer Mini G4 USB. Được bọc trong một túi bóng này. Đó, thiết kế màu sắc rất là đẹp, rất là bắt mắt. Đầu tiên thì về thiết kế tổng thể của cái bàn G4 USB này, nó mặt trên và mặt dưới. Cái vỏ của cái G4 này nó được làm bằng kim loại và hai cái thanh ốp hai bên làm bằng nhựa, nhưng mà khá chắc chắn đấy các bác nhé. Bác nào đã biết đến F4 rồi đấy, Mixer Mini F4 rồi thì các bác thấy là cái này nó chỉ bằng nửa già cái F4 thôi. Trọng lượng thì có lẽ là cũng bằng tầm nửa già, nhỏ gọn hơn F4 và nhẹ hơn F4. Đấy là về cái kích thước bên ngoài. Kiểu dáng thì các nút phối màu nhìn rất là bắt mắt. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái chức năng kết nối và những cái nút hiệu chỉnh của cái G4 này. Cái phía sau của G4 thì gồm có hai cái anten để bắt sóng cho micro không dây. Một cái nút công tắc bật tắt chế độ khi mà kết nối với máy tính nha các bác nha. Và cái cổng này là cổng kết nối máy tính cũng như là cổng kết nối với lại nguồn điện sử dụng 5V từ cục sạc hoặc là sạc dự phòng. Ở mặt trên thì các cái cổng kết nối bao gồm là hai lỗ các mic thu âm này, nút bật tắt tín hiệu cho mic không dây hoặc là mic thu âm, bật tắt tín hiệu khi cắm guitar,
cái đường âm thanh vào âm thanh ra thì vừa có AV và 6 ly, vào và ra đều có đường AV và đường 6 ly nha các bác nhé. Đường hiệu chỉnh âm thanh thì chúng ta có hai đường âm thanh của mic, hai đường mic khác nhau, bao gồm cái nút check bass của mic, nút volume mic và cái nút bật tắt hiệu ứng mic nhé. Khi các bác nào thu âm đọc truyện đấy, thu âm nói không thì các bác tắt cái nút này đi, là nó chỉ thu giọng mộc thôi. Thì nó hát thì chúng ta lại bật cái này xuống thì nó sẽ thu được cả cái hiệu ứng vang nhại của cái G4 này luôn để chúng ta hát. Cái đường thứ ba là cái đường âm thanh nhạc, thì cũng có check bass của nhạc, nút bật tắt chế độ trộn âm và cái nút volume nhạc. Cái đường thứ tư thì chúng ta có delay và repeat, delay repeat kết hợp nó là vang nhại đấy, cái nào là vang nhại các bác nhé. Và một cái hay nữa đó là cái G4 chúng ta có hai cái volume tai nghe riêng và volume thu vào điện thoại riêng. Nó hay là ví dụ các bác theo sở thích, các bác thích nghe to nghe bé thì các bác chỉ cần chỉnh volume tai nghe là to bé lên thì nó vẫn không ảnh hưởng đến cái volume thu về điện thoại đấy. Còn muốn thu vào livestream to bé thì các bác chỉnh cái này là ok. Cái cổng cắm tai nghe ở G4 là cắm bằng jack 3.5 luôn, không cần phải dùng jack chuyển 6 ly. Còn đây là các cái nút nhảy bài, lùi bài, play tạm dừng, và nút chuyển chế độ kết nối, màn hình LED hiển thị chức năng kết nối và khe cắm USB. G4 của chúng ta cũng có chế độ kết nối với điện thoại hay những thiết bị phát nhạc khác bằng cổng kết nối Bluetooth nha các bác nhé. Đấy, rất là hay. Như vậy thì qua tìm hiểu sơ qua về những cái chức năng, những cái cổng kết nối của G4 thì mình thấy ở con G4 có những cái điểm như sau. Thứ nhất là thiết kế nhỏ gọn. Thiết kế nhỏ gọn và sử dụng nguồn điện 5V, nên nó sẽ là bàn mixer mini có thể mang theo những chuyến đi chơi du lịch rất là tiện lợi luôn. Đấy, và cái ưu điểm thứ hai đó là nó tích hợp cái đầu thu không dây và đi kèm là một cặp mic không dây. Cặp mic không dây tai mic khá là đẹp. Chất lượng mic thu cũng khá là tốt nha các bác nhá. Việt đã test rồi. Chất mic khá là tốt. Bác nào muốn nghe thử cái video Việt hát bằng cái cặp mic không dây bằng cái bộ này luôn thì nhấp vào phần mô tả video ấy, mình có để cái link test cái bộ này ở dưới mô tả video, các bác nhấp vào đấy để xem. Và cái ưu điểm thứ ba là có hỗ trợ chức năng kết nối Bluetooth với điện thoại và những thiết bị và nhạc, không cần phải cắm dây. Các bác thích cắm dây thì bác cắm vào đây, nhưng mà có kết nối Bluetooth thì chúng ta kết nối Bluetooth không cần cắm dây. Và cái ưu điểm nữa đó là với lại những cái dòng mixer mini khác là chúng ta phải dùng một cái jack chuyển 6 ly chuyển đổi để cắm cái jack cái cổng 6 ly rồi mới cắm tai nghe được. Như vậy thì một thời gian thì cái jack 6 ly nó sẽ kém đi và nó bị chập chờn. Nhưng ở đây thì chúng ta có thể cắm trực tiếp cái dây tai nghe vào cái cổng 300 luôn. Đó. Rồi bây giờ thì Việt sẽ kết nối vào để chúng ta kết thử âm thanh nhé. Tiếp theo thì Việt sẽ cắm cắm nguồn này. Nguồn thì Việt sẽ thử bằng cắm một cục sạc sạc dự phòng nhé. Tai nghe dây live stream ở đây Việt sẽ sử dụng cái dây live stream chế đây, nhà máy chế nhé chứ không phải là Việt chế các bác nhé. Đó, vì nó tiện hơn, nó không phải dùng cái đoạn dây nối kia nữa, chỉ cần một cái dây như này thôi. Bắt đầu cắm vào điện thoại livestream là ok. Alo, 1 2 3. Alo, bị tắt hiệu ứng đi này. Đấy, bây giờ chỉ thu tiếng mộc thôi. Alo 67, như vậy các bác nghe thấy tiếng mic chưa? Đầu tiên thì Việt sẽ alo thử check bass của mic, các bác nghe thử nhá. Alo 67 1 2. Alo, tăng bass này. Alo 67 1 2. Tăng check. Alo 67 1 2 3. Rồi, tiếp theo là Việt sẽ bật cái hiệu ứng vang này này. Đây nó đang thu tiếng mộc.
bật vang này. Alo, 6 7 1 2 3 4. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thua mới đôi mươi. Em đang độ trắng tròn từng ngày qua phố áo của em. Ok, đây là cái delay beat này. Delay là gì? Đây, để Việt là giải thích luôn delay beat nhá. Delay nó là cái thời gian trễ khi mà lặp lại tiếng tiếp theo. Ví dụ Việt nói số 1 nhá. 1 thì các bác thấy là số 1 gốc và số 1 lặp lại, nó lặp lại rất là nhanh. Tắt hiệu ứng này. 1. Không hiệu ứng thì cái tiếng 1 nó không lặp lại. 1 thấy chưa? Bật hiệu ứng như này. 1. Đấy, nó có lặp lại nhưng lặp lại rất nhanh nhanh. Đây mình sẽ tăng lên cho nó lặp lại chậm hơn này. 1 1 1 1. Đấy các bác thấy này, hai tiếng 1 gốc và 1 lặp lại nó cách nhau đúng không? 1 1. Tăng tiếp này. 1 1 1 1 1. Máy nhập lại nó số 1 chậm hơn. Đây là delay, là thời gian lặp lại. Còn repeat là số lần lặp lại nha các bác nhá. Vừa rồi này chỉ lặp lại một số 1 đúng không? 1 1. Giờ mình tăng lên 5%. 1 1 1 1 1 1 1. Các bác có thể bắt 2 3 số 1 nhỏ lặp lại phía sau. 1 1 1 1. Tăng lên 100 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
luôn bác lồng ghép làm video để mà dọa các cháu bằng cái tiếng này thì hơi kinh dị. Alo điểm đầy đào về nhà. Rồi ok, đùa tí cho vui. Quay trở lại với lại cái chúng ta thì thường hát thì với giọng tiếng Việt để tầm này. Alo 6 7 1 2 3. Đó là tiếng mic. Còn tiếp theo là phần nhạc. Phần nhạc ở đây thì để kết nối với điện thoại màn nhạc hoặc là thiết bị khác thì chúng ta có thể chọn một là cắm dây. Cắm dây các bác dùng dây sen cắm ở đây hoặc là cái cổng số ly này. Và lựa chọn tiếp theo được các bác sử dụng nhiều hơn đó là chúng ta sử dụng cái chức năng kết nối Bluetooth. Đây, Bluetooth. À, chúng ta phải bật chế độ kết nối đi. Bật chế độ kết nối Bluetooth mới được. Đấy, Việt đã kết nối một lần rồi, bây giờ nó sẽ trôi trên và nó tự động kết nối luôn. Còn các bác mà kết nối lần đầu tiên thì các bác kéo xuống dưới tên thiết bị nó là BT36, các bác nhấp vào đó là nó kết nối như này thôi. Sau kết nối rồi các bác vào YouTube các bác mở nhạc các bác hát. Ở đây Việt sẽ test một cái nhạc mà có sẵn trong máy để tránh bản quyền, các bác thông cảm nhé. Đó là phần nhạc này. Phần nhạc thì nút to nhỏ nhạc này. Nó chỉnh chiếc bát này. Alo 6712. Ok, như vậy là trong video này thì Việt đã mở hộp và giới thiệu với các bác một bộ livestream mới, đó là bản mixer mini G4 USB. Nó tích hợp với đầu thu không dây và đi kèm theo là một cặp mic không dây. Sử dụng cặp mic không dây này thì các bác có thể sử dụng để livestream, thu âm livestream với điện thoại hoặc là đấu vào loa kéo âm ni. Tuy nhiên thì Việt khuyến cáo các bác là chỉ lên sử dụng livestream thì âm thanh của nó mới đạt được hết cái ưu điểm của nó nha các bác nhá. Còn nếu các bác dùng đấu vào loa kéo hoặc âm đi thì nghe nó sông không hay như là live stream đâu, cho nên là xác định cho em là chủ yếu mùi live stream nha các bác nhá. Còn đấu và mi nó kéo mình chỉ là tận dụng thôi. Rồi cảm ơn các bác đã xem video. Các bác có tâm sản phẩm thì comment dưới video hoặc liên hệ trực tiếp cho Việt theo thông tin số điện thoại và website đó. Việt có để ở cái góc phải màn hình video.
điện thoại là 0904 78666, website là mikalai.com các bác nhé, xem chi tiết sản phẩm. Cảm ơn các bác rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ theo dõi Việt, đặc biệt là thường xuyên làm những video giới thiệu về những bộ sò cạc này chỉ mới cũng như hướng dẫn các bác cách sử dụng như các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bác.